Thưa quý vị và các bạn, sự có mặt của Blackpink tại Việt Nam không chỉ hấp dẫn các khán giả trong nước mà còn thu hút hàng nghìn fan quốc tế. Họ đã chịu chi một số tiền lớn và vượt hàng nghìn km để đến gặp thần tượng. Thì tôi đã phải đi rất xa để đến đây vì tôi bay về từ châu Âu. Tôi vừa mới xuống máy bay xong, bạn có thể thấy tôi vẫn còn đang mang theo vali. Thành thật thì tôi thấy vé VIP có hơi đắt so với các nơi khác, nhưng những thứ còn lại như ăn ở, khách sạn thì giá lại rất ổn. Nhưng tôi quyết định trả giá vì đây là concert cuối cùng của tour Blackpink và tôi không thể bỏ lỡ nó. Tôi đã bỏ lỡ tất cả những concert trước đó rồi. Tôi có thể làm mọi thứ vì Blackpink. Tôi đã đi từ Ấn Độ đến đây thì cũng phải chi khá tiền, từ tiền vé VIP đến tiền máy bay khoảng 10 triệu Việt Nam đồng. Và các chi phí khác cũng phải gần 7 triệu Việt Nam đồng, như là visa, ăn ở, di chuyển tại Hà Nội. Tổng lại thì tôi đã chi khoảng hơn 20 triệu Việt Nam đồng. Tôi có dự định đi du lịch sau concert nữa, chắc chắn chi phí sẽ còn đội lên. Để tiết kiệm chi phí, nhiều du khách đã chọn đến trực tiếp tại sân vận động Mỹ Đình để mua vé. Tôi là một fan cuồng nhiệt của Blackpink. Tôi đã rất cố gắng để lấy vé concert ở Hồng Kông, nhưng mà sự cạnh tranh ở đó quá khắc nghiệt. Khi đến đây thì tuy tiền vé có rẻ hơn, nhưng khi phải tính thêm tiền ăn ở, di chuyển nữa thì giá cũng tương tự. Nói thật thì tôi vẫn đang đi kiếm vé ở đây, tôi chỉ muốn chi tầm hơn 15 triệu thôi. Hy vọng sẽ không gặp phải những người bán vé đắt. Chi phí toàn chuyến đi này với tôi, cả tiền vé, tiền ăn ở, di chuyển là hơn 10.000 đô Hồng Kông, tương đương khoảng 30 triệu đồng Việt Nam. Tôi đã là fan của Blackpink được 5 năm rồi, tôi xem hết tất cả các chương trình của họ. May mắn hơn rất nhiều fan quốc tế khác thì tôi tình cờ đến đây khi đang đi công tác, nên tôi không phải lo những chi phí ăn ở, di chuyển. Nhưng vấn đề là tôi phải mua được vé chính chủ, vì tôi là người nước ngoài nên rất dễ bị lừa. Thời gian gần đây, Việt Nam đang chào đón nhiều hơn các nghệ sĩ đình đám quốc tế đến biểu diễn như Charlie Puth vào tháng 7 vừa rồi, sự quay trở lại của nhóm nhạc Super Junior sau nhiều năm hay Olivia Rodrigo vào tháng 2 năm 2004 sắp tới. Đây là tín hiệu đáng mừng để Việt Nam kích cầu lượng khách du lịch, không chỉ là các khách du lịch nội địa là fan của Blackpink mà còn cả các khách du lịch quốc tế đến tham gia đêm nhạc của thần tượng kết hợp với du lịch tại Việt Nam.